câu lạc bộ Viettel đang có màn trình diễn khá tốt tại mùa giải năm nay khi hiện đang đứng chiếm trệ ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V-League và đã góp mặt ở vòng đấu của 8 đội mạnh nhất tại Cúp Quốc gia 2020. Dù vừa có một trận đấu giao hữu không mấy thuyết phục trước các nhà đương kim vô địch Hà Nội FC, tuy nhiên người hâm mộ đội bóng áo lính hoàn toàn có lý do để tin tưởng Viettel sẽ giành được danh hiệu Cúp Quốc gia mùa giải năm nay. Cùng kênh VPF Media đến với 3 lý do có thể giúp Viettel gây bất ngờ tại giải đấu cúp số 1 Việt Nam. 1. Lực lượng dày. Đầu mùa bóng năm nay, đội bóng áo lính đã bổ sung thêm hai chữ ký vô cùng chất lượng tới từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đó là bộ đôi cầu thủ Nguyễn Mạnh và Khắc Ngọc, những người đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Không mất quá nhiều thời gian để hai cầu thủ này thể hiện được bản thân và chứng tỏ mình là trụ cột không thể thay thế trong đội hình của Viettel. Cùng với những chữ ký chất lượng ở mùa giải 2019 như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn và những trụ cột do chính câu lạc bộ đào tạo ra như Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Trọng Đại, đội bóng áo lính sở hữu một dàn hào thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm khát. Đó là còn chưa kể đến những Văn Trâm, Tiến Anh, những cầu thủ trẻ luôn khao khát thể hiện bản thân mỗi khi có cơ hội được ra sân thi đấu. Với lực lượng khủng như vậy, không khó hiểu khi Viettel đang thi đấu tốt ở cả hai đấu trường và có cơ hội lớn để vô địch Cúp Quốc gia. Mặc dù huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không ít lần phải đối diện với những chệch choạc về việc bố trí đội hình, sắp xếp quá nhiều nhân sự xuất sắc cho 11 vị trí ở trên sân. 2. Khát khao danh hiệu. Với sự đầu tư lớn như vậy, ban lãnh đạo của đội bóng lính chắc hẳn đang rất khát khao giúp cho đội bóng của mình tiến gần hơn với danh hiệu đầu tiên sau khi quay trở lại hạng đầu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Sau năm đầu phải dừng bước ngay tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia và đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League, với nhiều sự đầu tư chất lượng, Viettel đang có cho mình những điều kiện cần và đủ để có thể chinh phục Cúp Quốc gia 2020. Chỉ cần duy trì được khát khao trong mọi trận đấu lại trực tiếp ở phía trước, đội bóng lính sẽ tiến gần hơn đến việc chạm tay vào danh hiệu đầu tiên của mùa giải năm nay. 3. Bộ đôi ngoại biên xuất sắc. Trong số 8 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020, chỉ có Viettel và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu bộ đôi ngoại biên xuất sắc trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên, nếu như hai cựu tuyển thủ Costa Rica cần thời gian để kiểm chứng về mức độ hòa nhập với bóng đá Việt Nam trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thì bộ đôi tiền đạo người Brazil bên phía đội bóng áo lính lại không cần chứng tỏ quá nhiều khi họ đều có những màn trình diễn xuất sắc trong thời gian vừa qua. Nếu như Bruno vẫn đang chơi khá ổn định sau khi bùng nổ ở giai đoạn lượt về ở mùa giải năm ngoái, thì Kevin Venasio đã chứng tỏ được sự hòa nhập khá nhanh trong màu áo của đội bóng quân đội khi có cho mình 3 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công tính đến thời điểm này của mùa giải. Một lý do nữa có thể tin tưởng vào sự tỏa sáng của cả Bruno và Kaique khi Viettel rơi vào nhánh đấu của toàn các đội bóng đang chơi tại V-League. Điều này có thể giúp cho đội bóng áo lính phát huy hoàn toàn tác dụng của những cầu thủ ngoại ở trên sân. Nếu như Bình Dương, đối thủ của Viettel tại tứ kết, đang dựa khá nhiều vào sự sáng tạo của Hedipo Gustavo, một tiền vệ trung tâm, xa hơn nữa là cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thăng Quảng Ninh, chỉ có Bruno Henrique và Jeremy Lynch để tin tưởng, thì Viettel có thể tin tưởng vào bộ đôi ngoại binh của họ tỏa sáng để giúp đội bóng của mình tiến gần hơn đến chức vô địch Cúp Quốc gia ở mùa giải năm nay. Trên đây là 3 lý do mà người hâm mộ có thể tin tưởng Viettel sẽ bước lên ngôi cao nhất tại Cúp Quốc gia 2020. Để hiện thực hóa mục tiêu nói trên, trước mắt đội bóng lính phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với BK Mex Bình Dương tại trận đấu được dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 9 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đầy ngẫu hứng của Kaique thì đã khiến cho tất cả bất ngờ.